Quân đội Nga gần đây thường xuyên sử dụng chiến thuật thiết xa vận để tấn công phòng tuyến Ukraine ở miền đông. Trong chiến thuật này, thiết giáp Nga chở theo lượng tối đa binh sĩ cả bên trong lẫn trên nóc và nhanh chóng cơ động áp sát phòng tuyến đối phương để đổ quân. Nga áp dụng phổ biến chiến thuật này trong bối cảnh lực lượng Ukraine hiện không đủ đạn pháo để có thể nhắm bắn thiết giáp của Nga từ khoảng cách xa. Thiết xa vận giúp lực lượng Nga có thể tràn ngập chiến hào Ukraine trong thời gian ngắn nhất, phát huy tối đa ưu thế về nhân lực của họ. Một trong các khu vực mà chiến thuật thiết xa vận đang phát huy hiệu quả là mặt trận Robotyne ở tỉnh Zaporizhia, nơi lực lượng Nga đang không ngừng gây sức ép với phòng tuyến của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 2 thông báo quân đội nước này đã tiến vào ngôi làng và thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở đây. Tuy nhiên, lực lượng Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc thực hiện chiến thuật này tại làng Berdychi, cách thành phố chiến lược Avdiivka ở miền đông Ukraine khoảng 8 km về phía tây bắc. Đây là nơi mà Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, một trong hai lữ đoàn Ukraine được biên chế thiết giáp M2 Bradley, thiết lập phòng tuyến sau khi rút khỏi Avdiivka giữa tháng trước. Lữ đoàn 47 gần đây đăng video quay từ thiết bị bay không người lái drone trinh sát, cho thấy một thiết giáp chở quân của Nga di chuyển về hướng phòng tuyến của Ukraine tại làng Berdychi. Khi binh sĩ Nga vừa rời khỏi xe, thiết giáp M2 Bradley Ukraine lập tức khai hỏa tới tấp, bắn chính xác vào đội hình Nga chưa tìm được nơi ẩn nấp. Hỏa lực từ thiết giáp Bradley khiến binh sĩ Nga bối rối và co cụm sau khi xe bọc thép chở quân. Đúng lúc đó, drone cảm tử của lữ đoàn 47 lao vào đội hình tập trung của Nga sau xe chở quân, khiến họ hứng chịu thương vong lớn. Trong video do lữ đoàn 47 đăng trước đó một ngày, đơn vị này cũng triển khai xe Bradley tấn công vị trí và thiết giáp Nga vừa đổ quân. Hỏa lực từ pháo M2-42 25mm của chiếc M2 Bradley khiến 15-20 binh sĩ Nga thiệt mạng chỉ sau vài phút. Theo các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine, chuyên gia quân sự David Archer của Forbes cho biết thiết giáp M2 Bradley mang lại cho lữ đoàn 47 năng lực cận chiến xuất sắc, giúp lực lượng này giữ vững được phòng tuyến ngay cả khi đối phương áp dụng chiến thuật thiết xa vận. Thiết giáp Bradley với pháo tự động có khả năng khai hỏa nhanh, chính xác là loại khí tài mà Ukraine cần để đối phó chiến thuật thiết xa vận của Nga. Mẫu thiết giáp này đã nhiều lần chứng tỏ được năng lực của mình từ đầu xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18 tháng 1 công bố video cho thấy M2 Bradley liên tiếp khai hỏa về phía xe tăng T-90M Rovray hiện đại nhất của Nga, khiến nó bị hỏng tháp pháo, mất kiểm soát và đâm vào gốc cây, trước khi bị phá hủy bởi drone cảm tử. Đây được coi là trận giao chiến ấn tượng của thiết giáp do Mỹ sản xuất, do nó có giáp mỏng và pháo cỡ nhỏ hơn nhiều so với xe tăng Nga. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 200 chiếc M2 Bradley từ đầu xung đột, trong đó 34 chiếc đã bị phá hủy và vài chục chiếc khác bị hư hại, song có thể sửa chữa và đưa trở lại chiến trường. Chuyên gia Ars cho rằng, tuy đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo, lực lượng Ukraine vẫn đủ thiết giáp M2 Bradley để phục vụ nhu cầu chiến sự. Lữ đoàn 47 chỉ cần 90 chiếc M2 để phát huy toàn bộ năng lực tác chiến. Dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, thì Nga vẫn đang chiếm ưu thế lớn ở khu vực xung quanh Avdiivka nhờ năng lực áp đảo về không quân. Máy bay Nga mỗi ngày thả hơn 100 quả bom dẫn đường xuống các vị trí của lực lượng Ukraine tại đây. Mỗi quả đều có sức công phá đủ để san phẳng cả một tòa nhà. Chính những quả bom này sẽ quyết định ai sẽ kiểm soát những gì còn lại của Berdychi. Các tổ vận hành thiết giáp Bradley của lữ đoàn 47 có thể chiến thắng mọi cuộc giao tranh, song vẫn thua cả trận chiến. Tuy nhiên, việc tăng cường lực lượng không quân và sử dụng bom lượng dẫn đường thường xuyên hơn cũng khiến quân đội Nga gặp nhiều rủi ro. Các nhà phân tích quân sự cho rằng Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay chiến đấu gần tiền tuyến để thả bom dẫn đường cực mạnh vào các vị trí của Ukraine và dọn đường cho bộ binh tiến lên. Nga giờ đây chiếm ưu thế vượt trội trên không nhờ bom lượng thông minh, mang lượng thuốc nổ lớn, khả năng phá hủy trên diện rộng và khá chính xác. Binh sĩ Ukraine nhiều lần thừa nhận đây là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Moscow, mang theo hàng trăm kg thuốc nổ, bom lượng, thậm chí có thể xuyên thủng các hầm ngầm bảo vệ binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến. Các chuyên gia cho biết, chiến thuật đó đã được sử dụng hiệu quả ở Avdiivka khi Nga kiểm soát được thành phố chiến lược vào tháng 2. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm rủi ro.
Ông Serhiy Praskiy, một đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu cho biết, đó là một chiến thuật rủi ro nhưng khá hiệu quả mà Nga hiện sử dụng trong cuộc chiến. Thật nguy hiểm khi họ đưa máy bay chiến đấu tới gần tiền tuyến. Quân đội Ukraine trong những tuần gần đây tuyên bố bắn rơi 15 máy bay của Nga dù chưa đưa ra bằng chứng cụ thể. Nếu thông tin mà Ukraine cung cấp là chính xác, đây cũng được xem là thiệt hại lớn cho Nga vì máy bay chiến đấu có người lái là khí tài mất thời gian để sản xuất bù đắp. Rủi ro với phi công điều khiển cũng lớn khi máy bay bị bắn hạ. Ông Storm Karako, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, nhận định tổn thất của Nga có thể là kết quả của việc tình báo Ukraine theo dõi sự di chuyển của máy bay Nga để điều động phòng không đánh chặn. Rủi ro máy bay bị bắn rơi cũng là một biến số có thể tác động tới cục diện và khiến Nga cân nhắc về mặt lâu dài. Mặc dù vậy, Nga vẫn đang thể hiện sự quyết tâm kiểm soát trên không và theo tổ chức ISW Mỹ. Moscow có thể chấp nhận thiệt hại về máy bay ở mức độ nhất định để giúp bộ binh có thể di chuyển trên tiền tuyến và thọc sâu vào vị trí của Ukraine. Sự quyết liệt của Nga dường như tận dụng thời điểm mà viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang trở nên ngày càng nhỏ giọt để họ có thể đạt được đà tiến mạnh mẽ trên thực địa. Tình thế nước đến chân mới nhảy của Ukraine khi Nga tấn công. Sau khi chiếm được thành phố miền đông Avdiivka ở tỉnh Donetsk, quân đội Nga đang phát huy lợi thế, liên tục gia tăng sức ép lên lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài gần 1.000 km. Quân đội Nga biết rằng các đơn vị Ukraine đang thiếu binh lính cùng đạn dược khi nguồn viện trợ từ Mỹ và châu Âu gián đoạn. Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine đánh giá chiến thuật gây áp lực hiện nay của Nga chủ yếu nhằm mục đích tận dụng thế chủ động trên chiến trường trước khi mở một cuộc chiến dịch tấn công lớn vào mùa xuân này. Những gì đang diễn ra là điều mà Nga đã dành thời gian dài chuẩn bị. Họ đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để cùng lúc nhắm đến nhiều trục phòng thủ của chúng tôi. Maxim Sorin, phó chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine từng chiến đấu ở Avdiivka cho hay. Quân đội Ukraine dù đối mặt với nhiều khó khăn, vẫn nỗ lực chuẩn bị đạn dược và tìm kiếm cơ hội tấn công lực lượng Nga, áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động nhằm ngăn chặn đối thủ có quân số đông hơn và được trang bị tốt hơn. Ở phía tây Avdiivka, những chiếc máy xúc đang miệt mài đào hào chiến đấu và hào chống tăng. Quân đội Ukraine đang cố gắng tạo ra mạng lưới chướng ngại vật giống như những gì Nga đã làm vào mùa hè năm ngoái nhằm đối phó chiến dịch phản công của Kiev. Ukraine hồi tháng 11 năm 2023 công bố chiến dịch xây dựng mạng lưới công sự rộng lớn dọc tiền tuyến, đặc biệt là các vùng khu vực gần Avdiivka. Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục thúc giục đẩy nhanh tốc độ và kêu gọi các công ty tư nhân cũng như các nhà tài trợ cùng tham gia. Chúng ta cần củng cố phòng thủ trên tất cả các mặt trận chính, tăng tốc xây dựng chiến hào, ông nói vào thời điểm đó. Ưu tiên đã rõ ràng. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết khoảng 800 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ để xây dựng hệ thống công sự dọc phòng tuyến. Tuy nhiên, giới chức phương Tây và binh sĩ Ukraine cho rằng đây là động thái bước đến chân mới nhảy quá muộn màng của Kiev, khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian trong năm qua để củng cố phòng tuyến. Trong phần lớn năm 2023, Ukraine chỉ chú trọng vào chiến dịch phản công mà lơ là trách nhiệm xây dựng phòng tuyến. Khi chiến dịch phản công thất bại, quân đội Ukraine cuối năm ngoái phải chuyển sang thế phòng thủ. Chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra hệ thống công sự, hào chiến đấu của mình quá sơ sài và khó có thể cản được đà tiến của Nga. Chiến dịch tăng cường đào hào mà Ukraine phát động vài tháng qua khó có thể mang lại kết quả đáng kể khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công, đồng thời tạo ra gánh nặng khổng lồ về tài chính với Ukraine. Những ngày gần đây, lực lượng Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi loạt làng ở phía tây Avdiivka, nơi lực lượng Ukraine chưa kịp củng cố thế trận phòng thủ. Việc thiếu các lớp phòng thủ dọc theo tiền tuyến sẽ tạo ra rủi ro lớn với Ukraine. Brian Stefan Gadi, nhà phân tích quốc phòng ở Viên Na Áo, cảnh báo tình hình sẽ trở nên khá nguy cấp đối với lực lượng của họ. Các binh sĩ Ukraine trong khu vực cho biết tình thế cấp bách đến mức những người được giao nhiệm vụ chiến đấu giờ đây buộc phải tham gia đào chiến hào. Nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn gấp bội khi Nga tăng cường hỏa lực pháo binh trút xuống. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi phải tự mình đào hào, cố thủ và xây dựng phòng tuyến, Yurin nói. Ông hy vọng phòng tuyến bảo vệ thành phố Bokros ở phía Tây sẽ được củng cố kịp thời để chống chọi đợt tấn công có thể xảy ra của Nga trong vài tuần tới. Xây dựng hệ thống phòng thủ giờ đây là nhiệm vụ tối quan trọng đối với Ukraine, khi họ gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tuyển quân,
và phải bảo toàn sinh mạng binh sĩ bằng mọi giá. Đến nay, Ukraine vẫn áp dụng chính sách chỉ tuyển mộ nam giới từ 27 tuổi trở lên, đàn ông có từ 3 con, người phải chăm sóc thân nhân bị khuyết tật và người lao động trong các lĩnh vực quan trọng được miễn gọi nhập ngũ. Ở hầu hết các quốc gia, chế độ nghĩa vụ quân sự thường áp dụng với người từ 18 tuổi trở lên. Việc sửa đổi luật huy động của Ukraine nhằm mở rộng nhóm tân binh và hạ độ tuổi tuyển quân xuống 25 đang mắc kẹt tại Quốc hội. Theo Mykhailo Podolyas, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, trong 1 triệu quân nhân thường trực của Ukraine, chưa đến 300.000 người đã tham gia chiến đấu. Mykola Bieliskov, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia liên kết với chính phủ Ukraine, cho biết các chỉ huy quân sự nước này đang rà soát những lữ đoàn được thành lập cho chiến dịch phản công năm ngoái, tìm cách đưa hàng nghìn binh sĩ thực hiện vai trò hỗ trợ vào chiến đấu. Những lực lượng hỗ trợ cũng rất quan trọng đối với một đội quân lớn. Ukraine triển khai gần 3 binh sĩ hỗ trợ cho mỗi đội chiến đấu. Đây là tỷ lệ tương đối cao, di sản của cơ cấu quân đội thời Liên Xô. Việc đưa những người lính này lên tiền tuyến có nguy cơ làm suy yếu lực lượng hỗ trợ. Chúng ta không thể trì hoãn vô thời hạn vấn đề huy động quân, Bieliskov nói. Tuy nhiên, tăng tuyển quân là nhiệm vụ rất khó khăn khi chúng ta thiếu vũ khí cho tân binh và phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ Nga. Dù vậy, chính Nga cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường. Mặc dù có nhiều nhân lực và nguồn lực hơn, Moscow lại gặp trở ngại trong việc tập trung lực lượng và phải dựa vào lượng lớn binh sĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu và trang bị để áp đảo vị trí của Ukraine. Chiến lược này được cho là đã khiến Nga tổn thất hàng nghìn quân trong những trận đánh lớn. Giới lãnh đạo quân sự Nga đang ra lệnh cho các đơn vị không có chỉ huy, thiếu kinh nghiệm, thực hiện những mục tiêu phi thực tế do áp lực chính trị, một quan chức cấp cao NATO nói. Dù hệ thống phòng thủ của Ukraine còn sơ sài và không đồng bộ, chúng tôi không cho rằng Nga có khả năng khai thác chúng để tạo ra đột phá và đạt được những thành tựu đáng kể, ông cho biết thêm. Tuy nhiên, Nga vẫn đạt được những bước tiến quan trọng. Họ đang tiến công dọc theo bốn trục ở miền đông Ukraine, tung hàng nghìn quân vào chiến trường nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine, vốn có ít thời gian để thiết lập phòng tuyến vững chắc. Thời tiết khô bất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Nga, trái ngược với dự đoán rằng buồn lầy thường kéo dài đến cuối tháng 2 sẽ cản trở họ. Dara Masikos, chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế KDC, trụ sở ở Washington, nhận định Ukraine có rất ít thành trì quân sự còn lại ở vùng Donbass, có thể sánh ngang với Avdiivka hay Bakhmut. Điều đó đồng nghĩa với mỗi bước tiến của Nga, Ukraine sẽ phải rút lui về những vị trí thường xuyên trong tình trạng thiếu chuẩn bị. Rút lui chiến lược luôn là hành động khó khăn nhất đối với quân đội, vì họ phải vừa chiến đấu với lực lượng tiến công, vừa bảo vệ vị trí của mình và tìm nơi trú ẩn. Binh sĩ Ukraine hiện không thành thạo kỹ năng này, do nhiều người lính được huấn luyện tốt nhất đã thiệt mạng hoặc bị thương trong 2 năm qua. Áp lực từ Nga khiến nhiệm vụ còn trở nên khó khăn hơn với họ. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhiy Charesvati cho hay, trên phần lớn chiến trường miền đông, số đạn pháo bắn ra nhiều gấp 7 lần Ukraine. Chuyên gia Bieliskov tại Tổ chức Nghiên cứu liên kết với chính phủ Ukraine nhận định, Moscow muốn làm suy yếu lực lượng Kiev, tiến hành các cuộc tấn công thăm dò dọc tiền tuyến thay vì tấn công toàn diện nhằm chiếm thêm lãnh thổ. Theo ông, chiến lược tiêu hao này nhằm làm cạn kiệt nguồn nhân lực dự trữ của Ukraine và buộc họ phải sử dụng hết nguồn đạn dược dự trữ quý giá. Đối phương đang ở tình thế khá thoải mái. Bieliskov nói, họ đang đặt nền móng cho một cuộc tấn công lớn vào nửa cuối năm nay. Theo Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, trong khi nước này đang vật lộn với vấn đề nhân lực, Nga có thể bổ sung khoảng 30.000 quân cho lực lượng vũ trang mỗi tháng. Nhưng Nga dường như cũng đang mất quân số với tốc độ chóng mặt. Một blogger quân sự Nga nói rằng, quân đội nước này đã mất 16.000 quân trong chiến dịch giành quyền kiểm soát Avdiivka. Theo quan chức NATO, Nga đã mất hơn 400 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bọc thép hạng nặng khác. Ukraine yêu cầu điều tra vụ pháo HIMARS bị Nga tập kích. Truyền thông Nga ngày 5 tháng 3 công bố video cho thấy lực lượng nước này đã phóng tên lửa đạn đạo Iskander phá hủy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS ven khu rừng gần làng Nikanorovka thuộc tỉnh Donetsk. Pháo HIMARS và các phương tiện đi cùng bốc cháy dữ dội sau khi bị tập kích. Nga nhiều lần tuyên bố tập kích pháo HIMARS mà Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng đây dường như là lần đầu tiên một tổ hợp này bị phá hủy thực sự.
Hai tổ hợp HIMARS trước đó đã bị tấn công nhưng chỉ hư hại và được đưa về Mỹ sửa chữa. Phải mất rất nhiều thời gian để căn chỉnh mục tiêu cho một tên lửa Iskander như vậy. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine ngày 8 tháng 3 cho hay. Ông Kostenko kêu gọi các chuyên gia vào cuộc điều tra xem điều gì đã xảy ra với khẩu pháo HIMARS bị phá hủy. Dĩ nhiên, pháo HIMARS luôn hoạt động ở hậu phương và chúng ta thấy rằng tình báo Nga đang nỗ lực săn lùng tổ hợp này, ông cho biết. Mỹ đã chuyển cho Ukraine 39 pháo HIMARS, dù mất một khẩu trong trận tập kích tuần này và hai khẩu bị hư hại phải chuyển về Mỹ. Lực lượng Ukraine vẫn còn nhiều pháo HIMARS. Mối quan tâm hiện tại cấp bách hơn đối với Ukraine là liệu nước này có đủ đạn cho HIMARS hay không. Các loại đạn rocket của HIMARS mà Ukraine sử dụng nằm trong số những vũ khí thuộc gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Ivan Stupa, cố vấn Ủy ban Tình báo Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Ukraine, nhận định Nga dường như triển khai vụ tập kích với hỗ trợ từ máy bay không người lái drone tầm cao. Một mặt, đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của Nga. Mặt khác, điều này chứng tỏ Ukraine đang thiếu các trạm radar tinh vi lẫn các tổ hợp phòng không tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị trên mặt đất. Ông Stupa nói, thỉnh thoảng chúng tôi thu được bằng chứng cho thấy drone Nga xâm nhập sâu 50 km. Ukraine nhận các tổ hợp HIMARS vào năm 2022. Nhiều lần sử dụng chúng trong các đợt tập kích chớp nhoáng nhằm vào các mục tiêu của Nga như sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và điểm tập kết quân. Một số chuyên gia phương Tây nhận định, pháo HIMARS hiện không đủ để Ukraine cân bằng hỏa lực với pháo binh đối phương. Lực lượng Nga dường như đã thích ứng với đòn tập kích của HIMARS, cũng như tìm phương án gây nhiễu để giảm hiệu quả của đạn rocket phóng từ tổ hợp này. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm qua khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.